Vào ngày 4 tháng 3, Thanh Hằng gây chú ý khi bất ngờ đăng ảnh ôm chặt Hà Anh Tuấn lên trang cá nhân. Thanh Hằng cho biết bức ảnh này đã được chụp từ lâu, nhưng nay cô mới quyết định chia sẻ. Hành động này của Thanh Hằng lập tức khiến netizen xôn xao bàn tán. Dân tình tò mò liệu đây có phải động thái ngầm công khai chuyện hẹn hò giữa cô và Hà Anh Tuấn. Suốt bao năm qua, Thanh Hằng và Hà Anh Tuấn cũng lộ không ít hai tình cảm mà chưa lần nào lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng đây chỉ là một khoảnh khắc đẹp giữa cả hai mà Thanh Hằng bỗng dưng muốn chia sẻ mà thôi. Bức ảnh được chụp cách đây khá lâu, nhưng hành động mới đây của Thanh Hằng khiến cư dân mạng không khỏi thắc mắc. Liệu đây có phải lời xác nhận hẹn hò của Thanh Hằng với Hà Anh Tuấn sau nhiều năm cả hai bị bủa vây bởi tin đồn hẹn hò nhưng chưa bao giờ cặp đôi cho công chúng một câu trả lời chính thức? Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một khoảnh khắc đẹp đến bây giờ Thanh Hằng mới thấy mà chia sẻ nó. Màn đánh động từ phía siêu mẫu Thanh Hằng lập tức nhận động thái tích cực và những lời ủng hộ từ cộng đồng mạng, mong muốn cho cả hai công khai hạnh phúc trước công chúng. Thậm chí còn mong năm nay, con dân được ăn cỗ của cả hai anh chị. Cách đây không lâu, mỹ nhân chị em từng làm cộng đồng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái, chia sẻ ca khúc song ca với người bạn thân đặc biệt Hà Anh Tuấn, mang tên Nhịp Thở Đôi, mang màu sắc ballad trữ tình quen thuộc, gắn với màu sắc âm nhạc người ta hay nhận ra ở Hà Anh Tuấn. Đặc biệt, trên trang cá nhân, Thanh Hằng còn bất ngờ công khai gọi Hà Anh Tuấn với cái tên thân mật là bạn nam, có vẻ rất tình tứ. Phải chăng đây là hành động ngầm khẳng định cả hai đang hẹn hò? Hơn nữa có thể là đã hẹn hò từ rất lâu trước khi dòng trạng thái chân dài có nhắc đến. Thu cũng 4-5 năm rồi, bạn nam thích bài hát này nên chúng tớ đã hát nghêu ngao chơi. Có thể xác định, cả hai đã tìm hiểu tầm 5 năm hoặc có thể còn lâu hơn thế nữa. Nhất là khi muốn thu âm chung để lưu giữ lại kỷ niệm, thì quá trình tìm hiểu cũng phải đạt đến mức khá khăng khít rồi. Nhận định của một trong những tiền bối có tên tuổi trong giới giải trí và là một trong những ngôi sao hạng A có bảo chứng hiện nay được khán giả rất ủng hộ. Việc đi hát cần đầu tư rất chỉn chu về kỹ thuật thanh nhạc và thẩm âm trong phong cách xử lý nhạc phẩm sao cho giữ được màu sắc cá nhân, vừa khác biệt vừa khiến khán giả hài lòng. Qua sản phẩm kỷ niệm mà Thanh Hằng thực hiện cùng Hà Anh Tuấn, có thể thấy cô sở hữu giọng hát khá ấm và tình cảm, nhả chữ rõ ràng dù xử lý còn đơn thuần. Tuy nhiên, với một nghệ sĩ tay ngang hát ballad nhẹ và tình thì có lẽ vậy là đủ truyền cảm và thuyết phục rồi. Trước đó, 7749 lần Thanh Hằng và Hà Anh Tuấn lộ hai tình cảm. Nàng siêu mẫu còn từng tham gia đóng chung MV với Hà Anh Tuấn. Cả hai trở thành cặp đôi được yêu thích nhất nhì V-Beat, được đông đảo người hâm mộ đẩy thuyền tích cực. Phải chăng thuyền Hà Anh Tuấn Thanh Hằng đã cập bến? Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, dù đối diện với nhiều câu hỏi về nghi vấn này thì cả Thanh Hằng và Hà Anh Tuấn đều chưa cho khán giả một câu trả lời thỏa đáng. Ở tuổi 38, Thanh Hằng vẫn lẻ bóng, còn về phía Hà Anh Tuấn, dù nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với nhiều người đẹp trong showbiz như Mỹ Tâm hay Phương Ly, anh đều cho biết mối quan hệ của anh với họ chỉ dừng lại ở mức anh em, bạn bè.